Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tam Đức Psycho. Thì ở video lần trước em đã giới thiệu cho mọi người một cái mẫu xe vay chính với cái phiên bản rúp điện. Thì đó là một chiếc xe mà nó thuộc phân khúc cao cấp. Tuy nhiên ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu xe vay chính nữa. Nhưng mà với cái mã này thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình cao hơn, vượt trội hơn. Còn vượt trội hơn như thế nào, cao hơn như thế nào thì mời mọi người theo dõi video ngày hôm nay nha. Rồi, trước khi vào video thì em sẽ nói sơ về cái series 9 này một tí. Thì ở cái phiên bản lần này Sava người ta sản xuất thì hầu như tất cả các mảng sản phẩm người ta đều sử dụng chung một cái loại khung sườn, đó là khung sườn của Sava X9 nha mọi người. Ở phiên bản lần này thì Sava người ta nâng cấp từ một cái khung. Những thế hệ tiền nhiệm trước đó thì Sava chưa có trang bị tem OCI. Thì với các cái dòng xe của Sava X9 hiện tại thì đều trang bị cái tem OCI. Thì đây là một cái nâng cấp mà đáng nhắc đến trong cái phân khúc và cũng như cái tầm giá của cái dòng Sava X9 này. Rồi, thì không lòng vòng nữa. Đây là chiếc Sava X9 với cái bộ truyền động của Shimano Ultera R8170. Thì đây là một cái cấu hình cao nhất của series X9 mà hiện tại bên em đang bán. Với cái cấu hình này thì chúng ta có giá là 68 triệu nha mọi người. Chưa bao gồm các cái chương trình khuyến mãi của bên em, như là tặng thêm quà, hỗ trợ mọi người, tặng phí ship này kia các thứ. Đó, thì với cái 68 triệu thì chúng ta sẽ có cái gì trên chiếc xe này? Đầu tiên thì phần khung sườn, chắc chắn là chúng ta sẽ được trang bị một cái khung full carbon rồi mọi người. Kèm theo đó là chứng chỉ OCI, đây là một cái điều không thể thiếu. Với năm nay thì Sava chú trọng hơn về cái sở thích của người dùng. Đó, thứ nhất là dây đi âm nè, đó như mọi người đang thấy nè, ở đây chúng ta sẽ không có một cái sợi dây nào lòi ra hết. Đó, đây là cái nhu cầu của thị trường đang rất là thích cái những cái mẫu xe mà có cái thiết kế dây đi âm như thế này. Thì trong đợt này thì Sava người ta cũng cải tiến sử dụng dây đi âm cho cái dòng Sava X9 này, từ phiên bản thấp nhất đến phiên bản cao nhất. Đó, thứ hai là cái tem chứng chỉ OCI. Thì đây là một cái nâng cấp mà Sava người ta chú trọng. Nếu mà để đăng ký một cái khung sườn có chứng chỉ OCI thì nó phải tốn rất là nhiều chi phí nha mọi người. Nhưng mà Sava người ta vẫn trang bị cái tem OCI trên cái mẫu Sava X9 này. Đó, đó là cái phần khung sườn. Thì với chiếc xe này thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình full carbon, bao gồm ghi đông nè, khung sườn nè, phuộc nè, cọc yên nè, kể cả vành. Đó, thì với cái vành của Sava X9 này thì chúng ta sẽ có một bản vành carbon cao 5 phân, lốp của Continental Transport 700x25C. Với cái vành của Sava thì chúng ta sẽ được trang bị một cái đùm của Shimano. Thì đùm Shimano là một cái dòng đùm thương hiệu khá là nổi tiếng luôn ha. Nên là vì vậy nên là cái độ trớn cũng như cái chất lượng thì nó sẽ rất là cao. Đây, em sẽ quay cho mọi người nghe âm thanh cũng như là xem cái độ trớn của cái dòng đùm Sava này nó như thế nào. Đó. Rồi, thì với cái đùm chính hãng á mọi người, thì cái tiếng cối nó cũng không quá lớn nha. Tuy nhiên thì cái độ trớn nó mang lại cho cái dòng Sava X9 thì rất là cao. Em chỉ cần quay nhẹ thôi, nhưng mà như mọi người đang thấy nè, nó sẽ quay hoài. Không biết khi nào nó mới đứng lại nữa. Đó. Bên cạnh cái đùm của Shimano thì chúng ta sẽ được trang bị một cái đĩa thắng của Shimano luôn nha mọi người. Thì đĩa này là đĩa thả, thì nó cho chúng ta cái thao tác lắp đặt tốt hơn nè, cũng như là cái độ ăn mòn ít hơn nè, rồi hiệu suất thắng cũng cao hơn nè, bám cũng tốt hơn nè. Đó, thì đó là những cái ưu điểm mà cái dòng đĩa thắng của Shimano này nó mang lại. Rồi, tiếp theo là phần bộ truyền động. Thì với cái mã Sava X9 này chúng ta sẽ được sử dụng một cái bộ truyền động của Shimano Ultera R8170. Thì như mọi người đã biết thì Shimano Ultera R8170 là một trong những cái bộ group mà nó thuộc hệ phân khúc cao cấp rồi nha mọi người. Thì vì vậy nên là mẫu Sava X9 này thì phải gọi đây là một dòng xe cao cấp rồi. Đó, thì với cái bộ điện động này chúng ta sẽ có một cái bộ tay lắc của Shimano Ultera nè. Thì thao tác nó sẽ đơn giản hơn, sử dụng điện nên là mọi người chỉ cần nhấn một nút nhẹ này thôi. Đó, thì cùi đề nó đã hoạt động rồi nha mọi người. Đó, thì cái hành trình mình thắng mình bấm lên trên này nè, mình chuyển số, chuyển dĩa nè, thì nó sẽ ngắn hơn so với lại cái dòng cơ. Vì vậy nên là khi mà mọi người cần bứt tốc, hay là mọi người cần rút, hay là mọi người cần vượt, thì chỉ cần một nút bấm thao tác rất là nhẹ nhàng thôi thì mình đã chuyển được cái clip mà mình mong muốn rồi. Vì vậy nên là cái thao tác hay là khi mà mình sử dụng để mà mình bứt tốc thì điện nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái thời gian mà khi mình chuyển số. Đó, đây là cái
điểm mạnh của cái dòng rúp điện này. Rồi, thì với cái bộ điện động này thì chúng ta sẽ có thêm một cái đùi đĩa nè, rồi gạt đĩa nè, cùi đề cũng như là lip của Shimano Ultera hết nha mọi người, đồng bộ trong một cấu hình luôn. Ở đây chúng ta sẽ có thêm sợi xích của Shimano nữa nè. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm sang đĩa sang lip tốt hơn rất là nhiều. Với chiếc xe này thì chúng ta được sử dụng 2 đĩa và 12 lip. Đó, thì đây là một cái cấu hình mà tiêu chuẩn của một chiếc xe đạp đua mà thuộc phân khúc cao cấp rồi nha mọi người. Với cá nhân em thì cái mẫu xe này trong cái tầm giá như thế này thì phải gọi có cái mức giá rất là tốt, chỉ 68 triệu thôi, nhưng mà chúng ta đã trang bị một cái cấu hình cao cấp rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái cấu hình full carbon. Về thương hiệu thì có thể nó không bằng so với lại các cái thương hiệu lớn, tuy nhiên về cái cấu hình thì ở đây chúng ta thấy là một chiếc xe có mức giá khá tốt trong cái cấu hình như thế này. Đó, thì hiện tại bên em đang bán với giá là 68 triệu nha mọi người. Nếu mọi người quan tâm về size hoặc là màu, phương thức vận chuyển như thế nào hay là chương trình khuyến mãi như thế nào thì mọi người có thể liên hệ vào số điện thoại em để bên dưới màn hình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở video lần sau.